Xin chào mọi người, tôi tên là Kazu của nhóm Double đến từ Nhật Bản. Hôm nay tôi đi đến đây quán nem. Nghe nói CMM nổi tiếng về nhà hàng này nên rất rất nổi tiếng cho người nước ngoài và người Việt Nam nên chắc chắn ngon. Theo hư đi phải sao? Nhà hàng này nổi tiếng nhất là nem có nem ba trứng ý chả Hà Nội. À đây có hai món rồi. Em thích thịt. Cái nào cũng ngon. Cái nào cũng ngon đấy. Dạ. Nem có nem. Cho hai người. Hai cái. Hai cái rồi. Và không nói gì hết.
đẹp và ngon và mùi hút bừa rất tốt. Nếu mọi người chưa ăn ở đây thì chắc chắn phải ăn nhà hàng này. Nem cua biển này là rất ngon, rất đặc biệt. Tôi suy nghĩ nhà hàng này cũng vì là cho người nước ngoài, nhưng mà chắc chắn người Việt Nam cũng cảm thấy ngon. Xin cảm ơn mọi người, tạm biệt. Từ bây giờ tôi đi ngủ.